Ngày 29 tháng 1 năm 2023, Huyện ủy và chính quyền huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức chương trình họp mặt, tặng quà, tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Tham dự chương trình còn có đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng 300 chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá và ngư dân các xã Phước Hưng, Phước Tỉnh và thị trấn Lâm Hải. Tại buổi họp mặt, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã trao quà chúc mừng năm mới cho các chủ tàu cá. Sau đó, các lực lượng chức năng đã cùng ăn cơm trưa với chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền cho biết, trong năm 2022, mặc dù địa phương đã tổ chức tuyên truyền về tình hình biển đảo và nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, trong đó có nội dung yêu cầu chủ tàu cá từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, nhưng nhiều tàu cá vẫn vi phạm việc khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển nước ngoài. Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân chấm dứt tình trạng vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Huyện Long Điền xem chống khai thác IUU là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách của địa phương cần tập trung trong thời gian tới. Theo thông tin từ đồn biên phòng Phước Tỉnh, năm 2022 và những ngày đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Long Điền có nhiều tàu cá bị lực lượng biên phòng, công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 4 tỷ đồng do có hành vi tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt, vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tại chương trình họp mặt, bà con ngư dân còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, bốc thăm trả lời câu hỏi nhận quà và lì xì may mắn cho chuyến biển đầu năm.